Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bác Sa Đức Huy đang có mặt tại Thanh Giã, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang, quý vị nhé. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Bác Sa Đức Huy sẽ dẫn quý vị vào thăm vườn Tú Thanh. Tú Thanh tại Tam Dị, Lục Nam. Vườn chú thì rất nhiều cây bonsai mini, toàn bonsai mini đây. Chú Thanh này, quý vị này. Chú ơi, chào chú. Xin chào Bác Sa Đức Huy. Thì chú Thanh không có cây lớn quý vị ạ, toàn cây nhỏ nhỏ thôi. Toàn cây mì tôm thôi. Chú bây giờ chú chuyển hướng sang bonsai mini rồi. Cây hàng nghệ thuật chú nhỉ. Đây quý vị này, quý vị chiêm ngưỡng những cây nghệ thuật của chú. Mili một tay rồi mili nhiều tay. Rất nhiều đó quý vị này. Chú chia sẻ một chút là chú có nhớ chú chơi cây được bao năm chú? Chú chơi thì độ lâu lâu rồi đấy, chú chơi cũng phải đến độ 30-40 năm rồi đấy. 30-40 năm. Chú ham cây cảnh từ cái năm chú 20 tuổi, năm 80. Mà năm nay coi như chú năm nay là 64 rồi. 64 rồi, thế này thế chơi coi cũng lâu rồi. Hơn 40 năm rồi phải không? Cái năng khiếu của chú thì nó có hạn thôi, nó không như là nhạy bén như các cháu bây giờ. Mấy những người chơi bây giờ người ta nhạy bén về cây cảnh, người ta làm nó giỏi, chứ chú thì trình độ có hạn. Đấy, chỉ làm được như thế này thôi. Không, chúng cháu thì còn phải học tập với chú rất là nhiều. Chia sẻ một chút là chú Thanh ngày trước cũng là cái nghệ nhân làm cây có tiếng ở Đồng Nam đấy quý vị ạ, ở Bắc Giang này. Nhưng mà hiện nay thì chú ngày trước là rất nhiều cây, nhiều tiền, nhiều lắm, mà vườn cây nổi tiếng ở Bắc Giang đấy. Hiện nay thì chú đi vào những cây bonsai mili và siêu mili chú nhỉ. Thì có thể là chắc là cái cây này thì nhìn tác phẩm thì rất là nghệ thuật. Nhưng mà cái giá trị thì chắc là cũng không nhiều chú nhỉ, nó không nhiều. Không có nhiều tiền. Và đây này quý vị này. Cây rất là nghệ thuật của chú quý vị nhé. Những tác phẩm này thì phù hợp mới chơi ở những khuôn viên phố xá, rồi diện tích nó nhỏ. Cây nghệ thuật nhiều lắm quý vị ạ. Đây quý vị này. Nay đến thì quay cho quý vị. Những cây chỉ có tầm 30-40 phân thôi, nhưng thậm chí những cây nó cao có mười mấy phân cũng có. Thế chú chơi cây chú nhớ nhất cái kỷ niệm gì không? Chú thì có những cái tác phẩm nào mà đem cho cái lợi nhuận lớn không? Có đấy. Có kỷ niệm đấy, nào đáng nhớ nhất? Chú có bán một cây, cái năm ấy chú nhớ là năm 2009, là chú bán cho chú Bác Hiền Hù ở trên Lục Ngạn ấy. Lúc đó được 96 triệu. Cũng to lắm, nếu mà chú mà mua đất ở đây chắc là được 2 khuôn rồi. Thế rồi cuối cùng lại chẳng mua được, mà lại mua vào 2 cây này của anh Thanh Long đây này. 3 cây này là của ông Thanh Long, là chú mua là 105 triệu. Thế mà một cái cây nghiêng nghiêng là vợ chồng cái anh Hiền, anh Huyền ở trong Thanh Giã này ra giả 350 thì là chú lại cứ 500. Thế là ông ấy không mua, hắn ấy không mua. Thế là nếu chú mà mua bán được lúc đấy 350 thì chú cũng lại mua được 3 khuôn đất ở đây. Thì rộng tỷ 8 một khuôn. Nhưng mà đúng là cái số coi như là kỷ niệm đấy, nhưng mà kỷ niệm thuộc cái dạng âm thầm thôi, kỷ niệm đau khổ đấy chứ không phải không. Là kỷ niệm về sung sướng gì. Rồi có gì đâu đau khổ đâu chú, đấy là mình mình tính như vậy, nếu bán được thì như vậy. Nhưng mà thôi thì cây cảnh nó là cái duyên, nếu mình không bán được thì mình vẫn cây mình chơi. Nó là cái duyên của mình. Thì nếu bán được thì có thể quy đổi cho bất động sản. Thì có thể hiện nay đem lại cái kinh tế rất là lớn. Nhưng mà mình cây cảnh thì không như là những nhiều cái mặt hàng khác. Mà có thể là muốn bán thì bán ngay được. Và người mua cũng phải có duyên. Cái cây phong. Phải có rất nhiều quý vị nhá. Ngày trước này bonsai Đức Huy cũng nghe nói thì chú Thanh là chú cũng giao dịch rất nhiều cây có giá trị. Nghe nói chú, lúc đấy bonsai Đức Huy lúc đấy còn nhỏ nhỏ. Cung cấp nhiều cây đẹp cho mọi người đấy. Chứ không phải không. Hiện nay thì chú đi vào hàng mili.
Đây này, rất nhiều. Những tác phẩm này chú có giao lưu không? Nếu mà ai thích thì chú cũng vẫn giao lưu. Cái này cái mai chú thủy hả chú? Ừ, cái mai chú thủy. Yeah. Số điện thoại của chú bao nhiêu chú? Số điện thoại của chú là 0985147099. Dạ. Đây chú Thanh ở Thanh Giã quý vị nhỉ? Đó. Cái này của chú là cái Nam Điền đấy. Cái Nam Điền chú? Ừ. Vâng. Cái này xanh Nam Điền hạt. Ừ. Phải không? Ừ. Nam Điền hạt. Ừ. Đó còn rất nhiều nha, sau này mà sao đó quý vị nhìn thấy một cây lộc vừng này. Toàn bonsai mini thôi quý vị ạ. Hiện nay thì không còn cây lớn nữa. À còn hai cây trong vườn như vậy. Ừ, hai cây xanh quê. Vị chiêm ngưỡng những cái một số những cái tác phẩm siêu mini của chú này. Đây là siêu mini của chú. Siêu mini quý vị nhé. Đây, quý vị nhìn đây. À, rất xinh. Ôi này quý vị ơi, thì đấy. Sao đây quý vị có đặt tay rồi quý vị mới hình dung được là cây nhỏ như nào nhá. Nhìn cũng đầy đủ hết cái đường nét này. Có đầy đủ các chốt các tay cành. Chi con này. À. Chú làm từ cái lúc mà nó chỉ bằng nó không bằng cái chiếc đũa. Thế à? Ừ. Bao nhiêu năm rồi chú nhớ? Cây này chú nghĩ chắc đây nó phải độ 18 19 năm. 18 năm, là từ 8 19 năm. Ừ, đấy. Làm từ chiếc đũa. Ừ, từ lúc nó bằng chiếc đũa. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy này. Ừ, tay chân nó mập mạp thế này. À. Nó rụt rịt. Này cũng đã mốc rêu phong rồi đúng không? Cái này chú làm cũng lâu rồi. Thế à? À. Rồi, rất là nghệ thuật. Đấy, ồ nghệ thuật quá nhỉ. Yeah. Ừ. Cũng chưa xong hẳn đấy nhưng mà cũng chưa xong hẳn. Làm lâu lắm rồi hả? Ừ, chú làm lâu rồi. Đấy. Thú vui của tuổi già đây. Đấy. Mình bây giờ có tuổi rồi. À, bưng khuân vác bê thì không đủ bê cây to. Chuyển ra làm những cây nhỏ này vẫn chiêm ngưỡng, vẫn được tạo tác cây cảnh. Nhưng đỡ vất vả chú nhỉ. Ừ. Đây quý vị nhìn những cái tác phẩm cây bonsai của chú. Nhiều lắm quý vị nhỉ. Chủ yếu bonsai thôi. Ừ. Không có cây tiền tỷ. Ừ. Nhưng mà chỉ có nhiều cây cộng lại tiền tỷ thôi. Bên này còn một số nữa quý vị này. Cái cây này là cây gì chú Thanh ơi? Cây này cây sam. Sam gì chú? Nó gọi là cây, nếu người ta gọi là cây sen đô la. À, sen đô la. Thế à? Cây này nguồn gốc của nó là ở bên Nhật. À, thế à? Nó có hoa, có quả không? Nó không có hoa nhưng mà kiểu nó trắng. Nhưng cái này có mùa của nó trắng tinh hết như là phấn, như là vẩy vôi rồi. À, thế à? Nó trắng hết. Vâng. Mẫu đơn này. Ừ. Đây một số mini, siêu mini nữa quý vị nhé. Cây này là cây Hải Châu. Ừ, Hải Châu. Lộc vừng đang trực. Góc nhỏ bonsai của chú đây. Quý vị nhìn thấy tổng thể. Trong đó có vài chục cây bonsai mini. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đá Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim tại vườn của chú Thanh.
một cái sân chơi bonsai mini của chú. Này lên chơi với chú thì còn cái gì nữa chú khoe đấy chú. Sa Đức Huy đang định dừng lời thì chú có cái gì khoe không quý vị đây. À đây có cây nguyệt quế hả? Nguyệt quế mới cây gì đấy chú? Đây cây này trước đắt tiền lắm này. Đây tác phẩm xanh quê ngày trước đắt tiền lắm hả? Là kính thưa quý vị này, tác phẩm này ngày trước chú chia sẻ là đắt tiền lắm đây. Xanh quê mà đường nét ngồi đá nhỉ, nghệ thuật. Ngày trước mới cái tác phẩm xanh quê như thế này là rất là nhiều tiền. Ngày trước là chú bảo khách giả chú bao nhiêu? 350 triệu. Đây ngày bán này chú cứ đòi 500. Ngày trước thì chú đòi 500 đây. Giả 350 triệu. Đâu cây thị đâu chú? Đây. À cái thị đây. Cái này nó nhỏ, nó... Đây là cái đa lông à? Đa lông. Đây là chú Tâm. À cây thị quý vị nhá. Một tác phẩm thị của chú. Thấy mới trồng một chậu đây. Chắc chú mới mua về vườn à? À cái gốc cũng rất là đặc biệt rồi quý vị này. Cái gốc nghệ thuật. Gốc rất là nghệ thuật. Cái này hiện nay cao khoảng 60 từ mặt chậu lên. 60 từ mặt chậu lên quý vị nhé. Đằng sau là cái túc già thế nhỉ? Túc già. Túc rừng hả chú? Ừ, túc rừng. Túc rừng. Có quả không chú? Chú cây này lắm quả lắm. À, lắm quả lắm à. Vâng. Thưa quý vị, bà Sa Đức Huy xin phép và dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.